Như thường lệ, phải đến cuối tháng 12, đầu tháng 1 hàng năm mới là mùa hoa mận nở trắng trời ở Mộc Châu. Nhưng năm nay, ngay thời điểm này, quý vị đã có thể bắt gặp hoa mận nở nhiều. Đây là trà hoa sớm hay còn gọi là hoa trái mùa, đem đến cho du khách những trải nghiệm thật bất ngờ. Thung lũng mận Nà Ca là nơi có diện tích trồng mận lớn nhất Mộc Châu với diện tích hơn 100 ha. Trà hoa mận sớm này bắt đầu nở được khoảng hơn một tuần nay. Dù nở trái mùa, nhưng đợt hoa này nở khá đều, đẹp và dày bông. Em lần đầu tiên là em đến Mộc Châu ạ. Nghe mọi người nói là đến Mộc Châu mà cái mùa hoa mận ấy là tháng 1, tháng 2 thì mới nhiều hoa đẹp. Nhưng mà không nghĩ là đến cái mùa trái mùa như này ạ. Đấy mà em thấy là hoa vẫn rất là đẹp luôn. Thời gian đẹp nhất để chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng hoa mận là bình minh và hoàng hôn. Bởi vào khoảng sáng sớm, bạn sẽ được ngắm nhìn những cánh hoa lung linh trong sương sớm. Còn vào buổi chiều, thung lũng hoa lại mang vẻ đẹp lãng mạn trong ánh mặt trời cuối chiều. Với cái thời tiết thay đổi này thì cây mận lại nở hoa sớm hơn và ra những cái bông hoa trắng và đẹp như này. Để có thể ngắm hoa mận nở đẹp nhất, ngoài thung lũng Nà Ca, du khách có thể ghé thăm bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường hoặc là thung lũng Mu Náu, thị trấn Mộc Châu. Hoa mận nở sớm ở Mộc Châu, đến vội và qua đi cũng rất nhanh. Du khách nên ghé thăm Mộc Châu trong khoảng 2 tuần tới để có thể chiêm ngưỡng hoa mận trái mùa đẹp nhất.